Đi đá bóng mà lại nói nhiều là dở rồi, sao không tập trung vào chuyên môn, luyện tập để đôi chân trở nên ma thuật hơn, nói ít làm nhiều mới chuẩn một siêu sao sân cỏ thực thụ chứ. Làm gì có ai đá bóng mà lại đi luyện võ mồm bao giờ? Ấy thế nhưng, việc giao tiếp ở trên sân đôi khi lại là yếu tố quan trọng quyết định kết quả của một trận đấu. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những đoạn hội thoại gây sốc của các cầu thủ ngay trên sân cỏ ở mùa giải năm nay 2022-2023 các bạn nhé. Bất ngờ chưa, Kylian Mbappe đã tạch 11 mét rồi nè. Ấy thế mà khi đội bóng thủ đô Paris tiếp tục được hưởng quả penalty và Neymar là người bước đến thực hiện, Mbappe tiến lại gần ngôi sao Brazil và đề nghị được đá luân lưu. Hey Neymar, cho em thực hiện lại đi, đưa quả bóng đây xem nào, em mới là người được ưu tiên đá pen đầu tiên, nhớ chứ. Cơ mà vấn đề là Neymar lại không đồng ý. Nhưng ông đã tạch quả trước rồi thôi, giờ đến lượt tôi chứ, kéo theo không khí căng thẳng giữa cả hai. Trước đó, Mbappe còn có pha hút vai Lionel Messi mà không thèm xin lỗi, khiến cho em Punga phải trợn tròn mắt ngạc nhiên trước thái độ của cậu em vàng trong làng được nuông chiều. Trong một ngày Manchester United giành thắng lợi vẻ vang trước Liverpool, chúng ta đã thấy được màn chơi lầy hết sức của Bruno Fernandes khiến Mohamed Salah nổi cáu. Bị dẫn 2-0, phải chờ đến phút 81, lữ đoàn đỏ mới có thể tìm thấy bàn thắng rút ngắn tỷ số nhờ pha lập công của Salah. Đáng chú ý, sau khi ghi bàn, tiền đạo người Ai Cập muốn chạy đến ôm bóng. Tuy nhiên, Bruno Fernandes đã ngăn điều đó xảy ra. Thủ quân Man United ôm chặt bóng và dù cả Salah lẫn Roberto Firmino lao vào tranh chấp, anh vẫn quyết định không trao bóng cho đối thủ. Đưa bóng đây, đồ hèn. Cay từ cầu thủ đến huấn luyện viên, Jurgen Klopp sau trận không quên xả tức bằng cách trao cái bóp cổ cực mạnh hướng tới Bruno. Nghĩ mà tức không? Chủ tịch Pique đã thể hiện mình là siêu sao không có gì ngoài nhiều tiền và đẹp trai. Khi được hỏi, hiện giờ anh đang độc thân đúng không? Pique chỉ nhẹ nhàng trả lời, không hề, anh đây đang hẹn hò với một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Vậy đó có phải là mẹ của Gavi không? Gì mà ghê vậy trời, hẹn hò với mẹ của đồng nghiệp à chủ tịch. Nhân tiện có sự việc, huấn luyện viên Pep Guardiola không quên dùng nó để thức tỉnh cậu học trò Bernardo Silva. Đừng nghĩ tới chuyện gia nhập Barca nữa nghe chưa con trai, hư người đấy. Jan Sommer đã thực hiện 19 pha cứu thua khi đối đầu với Bayern Munich. Phong độ xuất thân của thủ thành người Thụy Sĩ đã giúp Borussia Mönchengladbach có trận hòa một đều quý giá trước Hùm Xám ở vòng 4 Bundesliga. Anh cũng đã trở thành thủ môn đầu tiên có số pha cứu thua kỷ lục trong một trận đấu tại Bundesliga. Và người bị thủ môn Thụy Sĩ cản nhiều nhất, Leroy Sané cùng các đồng đội tại Bayern cũng chỉ biết ngã mũ thán phục. Trời ơi, bạn thật không thể tin nổi, Sommer. Khi Fabio Carvalho chốt hạ bàn thắng ở phút 80, Liverpool đã có màn trút giận lên Bournemouth một cách không thể giả man hơn với chiến thắng 9-0 giòn giả. Không khó để nếm trải cảm giác này, ổn chứ Scott, thầy Klopp hay quá ha, hành người ta ra bã như vậy rồi mà còn hỏi cái chi nữa, chắc chắn Scott Parker không ổn rồi. Cậu diễn hơi lố quá rồi đó, Bruno Fernandes, lại đây ta phát quà cho nào, một cái thẻ vàng cho pha ngã không hề giả trân đó nha, đồng ý không? Tiến sĩ Smalling sao nay cộc cằn vậy, kéo áo nhà người ta xong rồi lại đi gây sự tiếp à? Tôi thấy cái tay hư hỏng của ông làm gì rồi nha, đừng có tái hiện nữa, không là biết nhau ngay. Mà cà khịa xong, trung vệ của AS Roma đi mách luôn trọng tài mà. Anh Tài ơi, nó nắm tay em chặt quá, phạt đi anh. Đúng là người từng mang dòng máu quỷ đỏ, toàn diễn viên thôi. Hàng thủ thiếu tập trung khiến cho khung thành Liverpool liên tục bị các chân sút MU hỏi thăm, để rồi thủ thành Alisson Becker phải vào lưới nhặt bóng từ cú ra chân cận thành của Jadon Sancho ở phút 16. Trong bàn thua này, các trung vệ Van Dijk và Joe Gomez bỏ quên tiền vệ Anh, còn Milner bị đánh lừa khi cố gắng soạt bóng. Tại sao cậu không theo kèm anh ta? Đồ con lừa! Milner hét vào mặt Van Dijk, trung vệ Hà Lan không phản ứng mạnh, chỉ cố phân trần về pha bóng.
Huấn luyện viên Jurgen Klopp thì lắc đầu khi đứng bên ngoài đường pitch. Chuyển sang Bayern Munich phát mà đã tấu hài ngay được hay vậy Sadio Mane ơi? À không, chỉ là anh đang diễn chút thôi, giả vờ mắc kẹt trong mảnh lưới đội bạn để khiến cho tình huống bấm chạm tay trước đó bị lãng quên à. Hay vậy anh Zai, một cái nháy mắt rồi chỉ vào tay ra hiệu, bóng bay vô tay anh rồi các chế ơi, cũng nhanh đấy Mane. Hồi xong, Erling Haaland vấp cỏ rồi nè bà con ơi. Thôi nào, đừng có mà ăn vạ lộ liễu như thế chứ, Erling. Cơ mà Haaland cũng đáp lại luôn cho nó thể hiện sự năng động tuổi trẻ. Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ mà tôi phải làm thôi, thắc mắc cái gì? Thầy Carlo Ancelotti chỉ đạo rằng vào sân thì đảm nhiệm vai trò đá phạt nha Alaba. Và chúng ta có gì sau đó nào? Một siêu phẩm đá phạt hàng rào mãn nhãn đến từ vị trí của David Alaba. Biết tài dùng quân của ông Hoàng Xăng C1 Ancelotti chưa? Quả đánh mông này lộ liễu quá vậy De Paul. Đã thế lại còn ôm bóng ăn vạ như đúng rồi, trông đau đớn quá ha. Hắn tuông cả quả mông vào người tôi nè, trọng tài, chính là hắn ta. Đàn đá bay tự nhiên bị thay ra, ánh mắt của Son Heung-min tỏ rõ sự thất vọng. Tại sao lại là tôi? Thì anh cần phải nghe theo chỉ đạo từ huấn luyện viên chứ Son. Nhưng mà tôi chỉ hỏi là tại sao, trong khi tôi đang chơi rất tốt. Thôi đừng thắc mắc nữa anh Zai, cho ra nghỉ dưỡng sức để đá trận tiếp theo ấy mà. Ông Son cứ hay dỗi thôi. Sau trận giao hữu giữa Hàn Quốc và Brazil, Son Heung-min vào tận phòng thay đồ của đối thủ để gạ kèo đổi áo với Neymar. Hey Neymar, đổi áo thôi nào. Và cả hai siêu sao cùng chụp chung một bức ảnh giơ áo hứa hẹn sẽ đạt chục triệu likes trên mạng xã hội. Ông thích ăn vạ không Salah? Bình thường tôi vẫn thế mà, lêu lêu. Thấy trọng thế bị trọng tài xử ép, các cầu thủ Leicester City quyết định chơi chiêu đánh vào tâm lý để tự cứu chính mình. Madison được giao trọng trách cà khịa Salah ngay trên chấm 11m. Ông chắc chắn sẽ xuất rượt, thế mà nó lại thành công rực rỡ. Mohamed Salah quê ha, người nhà quê. Vừa rồi là những đoạn hội thoại gây sốc trong bóng đá ở mùa giải năm nay 2022-2023. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.